Giờ em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một mảnh đất nghỉ dưỡng đã có nhà sẵn rồi nha. Tại Yên Bài, Ba Vì. Vâng. Đất đã có nhà sẵn, rất là đẹp. Đây là đường vào, cổng vào của mảnh đất đó. Đấy. Mảnh đất thì view ra một cánh đồng rất là đẹp, rất là thoáng. Đấy. Đây, chúng ta hãy cùng vào để quan sát cái lô nghỉ dưỡng có nhà sẵn đây rồi, view ra một cánh đồng. Đấy. Bắt đầu vào chúng đã thấy view cánh đồng rất là đẹp rồi. Xin chào quý anh chị và các bạn đến kênh Duy Dùng Dreamland, đất nền đô thị vệ tinh Hà Nội. Vâng, đây kính mời quý anh chị và các bạn hãy share review ngôi nhà, mảnh đất đã có ngôi nhà sẵn. Đây có thể nói là một cái biệt thự. Ngôi nhà này xây theo phong cách hiện đại. Và đây chúng ta hãy review view ra cánh đồng đây, sát chân núi, cảnh thật là mộng mơ đúng không ạ? Em vào đây đã cảm giác rất là yêu mảnh đất này ngay từ lần nhìn đầu tiên. Đây em view cho quý vị và các bạn xem này, đây là chân núi. Đấy. Dưới mảnh đất trũng thì là nó cánh đồng bao la, rất đẹp đúng không ạ? Đây mà vào mùa gặt mùa lúa thì rất là mộng mơ. Đây ngôi nhà đấy. Quý vị thấy không, ngôi nhà được xây rất là kiên cố chắc chắn và theo phong cách hiện đại. View cánh đồng không thể chê được một điểm nào đối với nghỉ dưỡng tại đây. Đó. Mảnh đất thì rất là vuông. Đấy. Đây chúng ta hãy đi vào trong ngôi nhà để quan sát kỹ hơn phía trong ngôi nhà. Đó, ngôi nhà thì phía bên trong thì sẽ xây được trong xây 4 phòng ngủ. Vâng, công trình khép kín rất là đẹp. Chủ nhà xây rất là tâm huyết để xây được ngôi nhà này. Đó. Sảnh phía trước, sân phía trước rất là rộng. Mảnh đất nằm trên một, có thể nói nằm trên một sườn đồi. Và đằng trũng trũng nó là một cánh đồng bao la. Và xa nữa đó là một chân núi. Đó, vô cùng đẹp. Bên cạnh sát mảnh đất là một nghỉ dưỡng. Đấy, cũng có một homestay cho thuê. Đấy. Đấy, nếu chỗ này, phía trũng trũng đây là cánh đồng. Trũng trũng đây nó cải tạo thành một bể bơi vô cực. Thì nghỉ dưỡng ở đây thì sẽ hút khách rất là nhiều. Đấy. Nếu mà quý anh chị mà đến đây đã từng quan sát như em đây thì thực ra này đứng tại chỗ này không muốn về. Vâng, đây là cái góc cạch của các ngôi nhà. Anh chị hãy ấn đăng ký kênh và bấm chuông để có thể xem những video tiếp theo của Duy Tùng Dreamland.